Cảm ơn các bạn đã đến với kênh ẩm thực của Yahoo Food. Thank you for your watching Yahoo Food Channel. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm dưa gang muối chua. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có cái này là mình mua 1 ký dưa gang, cái này 1 ký dưa gang 20 ngàn nha các bạn, cái này mình mua ở chợ Bà Hoa, Tân Bình. Đó, dưa gang như thế này rất là ngon nha các bạn. Thứ hai chúng ta sẽ có đây là đường, cái này có 50 gram đường, 100 gram muối, muối hột nha các bạn. Và cái đây mình chuẩn bị một cái hũ keo. Rồi, bắt đầu mình chế biến nguyên liệu. Bây giờ mình bắt đầu nấu nước để muối dưa gang nha các bạn. Mình làm 1 ký dưa gang thì mình cho vào đây khoảng 1 lít rưỡi nước. Đây, mình cho 1 lít rưỡi nước. Mình sẽ cho vào đây là 100 g muối nha các bạn, muối hột. Và mình sẽ cho vào đây là 50 g đường. Và bây giờ mình sẽ khuấy cái hỗn hợp này lên để cho cái đường và muối chúng ta sẽ phải tan trong nước như các bạn. Dưa gang muối chua là các bạn cũng có thể ăn sống này, các bạn có thể có cá, các bạn có thể làm gỏi. Dưa gang muối chua làm được rất là nhiều món nha các bạn. Ngày hôm nay là mình sẽ tính là ngày thứ nhất. Có thể là trong ngày mai, chiều ngày mai có thể mình ăn được rồi. Nhưng mà muốn chua hơn thì mình có thể mình để ít nhất là 3 ngày. Cái đây là mình mục đích của mình để làm cho cái vị chua tự nhiên, nên mình không sử dụng chanh hoặc là tắc. Nếu các bạn nào muốn chua nhanh hơn thì các bạn có thể là nặn chanh hoặc là nặn tắc vào, thì chúng ta có thể ăn trong vòng 1 ngày chúng ta có thể ăn được. Và nguyên tắc muối chua là nước phải thật sự là nguội, chứ nước nóng khi mà mình đổ vào keo thì dưa gang của chúng ta, bởi vì dưa gang chúng ta là nó sẽ mềm nhục đi, nó sẽ không ngon nha các bạn. Nên các bạn phải để nước thật là nguội, rồi chúng ta sẽ đổ vào keo ướp dưa gang.
Rồi nước đã sôi rồi nha các bạn. Rồi nước sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ đến thập nguội để chuẩn bị chúng ta sẽ muối dưa ngan nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị công đoạn tiếp theo, đó là rửa sạch dưa ngan. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sơ chế dưa ngan nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị tô nước như thế này. Chúng ta sẽ cho vào đây là một muỗng canh muối đây. Mình sẽ khuấy cái một muỗng canh muối này lên nha các bạn. Cái này dụng ý khi mà mình bỏ dưa gan vào thì bản thân dưa gan sẽ không bị đắng. Là một cái thứ hai nữa là dưa gan của chúng ta nó sẽ giòn hơn. Và bây giờ cái tô này mình sẽ bỏ vào đây. Tiếp tục mình cắt dưa ngan nha các bạn. Đó. Dưa ngan mình cắt ra. Rồi, mình sẽ chia đôi trái dưa ngan như thế này. Mình sẽ bóc tách ruột dưa gan nha. À, xong mình sẽ dùng cái muỗng. Mình sẽ bóc tách như thế này. Các bạn nhớ là mình phải bóc tách cái ruột dưa gan ra, đừng có để là hột nha các bạn. Khi mình để hột vô thì nó sẽ bị đắng. Dưa gan khi làm như thế này là dưa gan còn non nha các bạn. Là bản thân cái ruột của dưa gan á rất là đắng. Đó, mình sẽ cạo sát cái ruột dưa gan.
các bạn có các bạn có thể mua làm nhiều hơn nha các bạn. Các bạn có thể mua làm nhiều hơn à, để ăn dần cũng được. Tới bạn thấy dưa gang này mình cũng có thể để trong vòng một tháng. Đây là cái phần dưa gang mà mình ăn sau khi mà mình đã tách hạt ra, tách ruột ra này các bạn. Bây giờ dưa gang chúng ta rất là ngon. Để bỏ vào hũ keo được thì mình nên cắt cho vừa hũ keo thôi. Nên mình sẽ cắt chiều dài như thế này. Phần này cũng vậy. Mình sẽ cắt chiều dài cho vừa hũ keo. Đây, mình sẽ bỏ vào tô nước đây, mình ngâm trong vòng 5 phút nha các bạn. Rồi tiếp tục mình rửa vô gang nha các bạn. Thank you.
Các bạn nhớ là dưa gang phải để thật ráo nha các bạn. Cái đây mình xếp trên cái rổ cá lỗ như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để cho dưa gang thật ráo. Rồi chúng ta sẽ cho vào keo. Đây mình cũng đã chuẩn bị một cái hũ keo này các bạn. Các bạn nhớ trước khi cho dưa gang vào hũ keo thì dưa gang chúng ta phải thật ráo nha các bạn. Hỗn hợp nước với muối hộp với đường là cũng phải thật nguội nha các bạn. Và sau đó chúng ta sẽ cho vào hũ keo. Hỗn hợp muối đường của chúng ta cũng đã nguội rồi nha các bạn. Và thứ hai nữa là dưa gang của chúng ta cũng đã ráo nước rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành xếp vào keo. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi ra ngoài keo từng miếng như các bạn. Mình sẽ xếp những cái miếng lớn trước. Rồi chúng ta sẽ cho nước vào nha các bạn. Và chúng ta sẽ đậy lắp lại nha các bạn. Rồi, chúng ta đã có một cái khẩu dưa gang muối thật là ngon. Rất là ngon đúng không các bạn? Hôm nay là ngày số 1 nha.